y bái thiên ngày 151 trăm không khác gặp không khác gặp lại hãy nghe phải nhắc lại cải thiên triển cải thiên triển cải thiên triển cải thiên triển Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. Y lẻng ý ở Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, ,原来是这样. Thêm WeChat đi. Xa WeChat đi phiền phiền phức má phản đồ ngọt chủ yếu chỉ đồ điểm tâm ngọt thiên phỉn mở một công ty du lịch khai gia yếu cung sư trước tiên đem tiếng việt học tốt đã rồi nói 先把越南语学好了再说奶茶狂眉色大概几点其 A 拐命夺功力修体他叫我晚上一起去超市 từ khi vừa bắt đầu thì đã học như vậy rồi xuống khai sử vừa học vừa sử dụng, 一边学习一边使用, ở ký túc xá của trường. 住学校宿舍，收拾房，整理房间，联系微信联系，改天见。